Thực phẩm có một vai trò đáng kể giúp người nghiện thuốc lá giảm cơn thèm thuốc và nhờ đó họ sẽ bỏ được thuốc. Sau đây là những loại thực phẩm có liên quan đến sự thèm thuốc cần tránh và một số thực phẩm hỗ trợ cho người muốn từ bỏ thuốc lá. Những thực phẩm cần tránh. Tránh đường, vì đường sẽ làm bạn thêm thèm thuốc hơn. Trong khi đó, thịt đỏ làm gia tăng hương vị thơm của thuốc lá. Tác động của cà phê và của rượu lên não khiến bạn thấy thèm một điếu thuốc và một khi bạn đã uống một ngụm cà phê, quyết tâm giảm hút thuốc của bạn cũng sẽ lung lay theo. Những thực phẩm nên ăn. Táo, có lẽ bạn cần 2 đến 3 quả táo một ngày. Táo chứa pectin làm giảm hàm lượng độc tố trong máu của bạn. Trong trường hợp xấu, một chế độ ăn với táo giúp lọc hoàn toàn các độc tố từ thuốc lá trong máu. Táo cũng giòn và ngọt, giúp những người nghiện thuốc giảm cảm giác buồn miệng khi đang cai thuốc quế. Có nhiều cách để bạn sử dụng quế như một trợ thủ giúp bạn bỏ thuốc. Đơn giản chỉ cần hít sâu một thanh quế, giả như bạn đang hít một làn thuốc từ điếu thuốc lá. Thứ hai, quế làm tăng hoạt động của não, làm giảm căng thẳng thần kinh và mất trí nhớ. Những dấu hiệu tạm thời của tác dụng phụ của việc bỏ thuốc. Cây quế cũng tốt cho mọi thứ như máu, dạ dày vân vân dường như quế là một loại thuốc bổ cho hầu hết mọi thứ gừng và tỏi theo nghĩa đen gừng mang tính nhiệt nó làm bạn đổ mồ hôi và thải độc tố tỏi lại làm ổn định sự dao động huyết áp khi bạn bỏ thuốc lá sữa và sản phẩm sữa khác bạn có thể tưởng tượng hút thuốc lá sau khi vừa uống một ly sữa sẽ như thế nào không nghe có vẻ không hay lắm vì sữa sẽ làm thuốc lá thêm vị đắng Rau củ, cà rốt, cần tây, bông cải xanh, dưa chuột là những loại thực phẩm có khả năng kìm hãm cơn thèm thuốc của bạn. Chúng làm thuốc lá bị biến vị khủng khiếp và cũng làm giảm cơn thèm nicotine. Muối. Một mẹo nhỏ kỳ nhưng lại rất công hiệu, liếm chút muối bằng đầu lưỡi của bạn, nó sẽ dập tắt ngay cơn thèm thuốc.